Sáng nay tại bia chiến tích trung đội nữ Lê Thị Hồng Gấm, đại đội 2, khu 2 Hòa Vang, tại thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong, huyện Đoàn Hòa Vang tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên năm 2021 với sự tham dự của gần 100 đoàn viên thanh niên và thiếu niên đến từ 23 cơ sở đoàn trực thuộc. Với chủ đề Tuổi trẻ Hòa Vang tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, việc tổ chức lễ phát động tại nơi ghi dấu chiến công oanh liệt của trung đội nữ du kích Lê Thị Hồng Gấm với trận đánh nổi tiếng cắm cờ giữ đất tại thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong là dịp để đoàn viên thanh niên toàn huyện nêu cao lòng tự hào tuổi trẻ, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Chúng tôi muốn tổ chức ở đây để mà tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên về ý nghĩa, về cái tinh thần của lực lượng thanh niên xung phong đi trước đã luôn luôn nêu cao tinh thần và không ngại khó, không ngại gian khổ để hy sinh bảo vệ nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Thì các bạn ngày hôm nay các bạn được sống trong thời bình thì các bạn mới luôn trân quý những điều đó và các bạn phải phát huy hết sức để đem sức trẻ của mình, tinh thần nhiệt huyết, sự sáng tạo, sự xung kích, tình nguyện của mình để góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng đẹp hơn. Bản thân tôi cũng như thanh niên toàn huyện luôn phấn đấu, rèn luyện, học tập xứng đáng với những cái xương máu của ba thế hệ cha anh đã anh dũng ngã xuống cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Dịp này, huyện Đoàn Hòa Vang đã trao tặng tượng trưng 20.000 cây keo lá tràm cho đoàn thanh niên hai xã Hòa Phú và Hòa Bắc nhằm hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động, trao 50 triệu đồng xóa nhà tạm cho đoàn viên Nguyễn Hồng Loan có gia cảnh khó khăn tại thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn, trao 20 thẻ bảo hiểm y tế học sinh cho các em học sinh con gia đình khó khăn thuộc 3 xã miền núi của huyện Hòa Vang.